Hi, xin chào tất cả mọi người nha. Thì buổi sáng nay thì Vịnh có đến một nơi thì như là cuối Tàu Bắc nha. Thì hôm nay Vịnh đến để bắt cá trong trong vuông nha. Thì nào bây giờ mời tất cả các bạn đang xem kênh của Vịnh TT. Nào bây giờ chúng ta cùng bước chân theo Vịnh đến để bắt cá cùng chung vui nha. Thì Vịnh đến để tiếp bắt cá thôi, nhưng mà hôm nay thì trọng tiện như vậy thì Vịnh đến xách máy đi theo để quay được cái cận cảnh cá cho tất cả mọi người đang xem kênh của Vịnh, như là xem coi cá ở ngoài Cà Mau thì nhiều như thế nào nha. Nào bây giờ chúng ta không chờ đợi lâu nữa thì mình đến bắt cá nha mọi người. Nào chúng ta cùng đi nha. Mấy con, mấy con. Ồ, sao nó leo lên trên này được ta? Đâu nằm ổ nào đâu? Nằm Ồ. tương tự con ngắn. Ồ, vậy mình nãy mình đi tới này không có thấy trời. Con bị ốm ở kia này. Đầu bữa báo mà cái thằng nó chút xíu. Ôi trời. Nó nằm ở trên này chứ. Chấp chi hồi trưa là mình đi ngang mình coi cái chỗ này hơi hơi đục nước nè. Ủa, chỉ là ở trong này quá nhiều luôn rồi. Bắt lại đi. Đi con. Con rồi. Bắt thời sáng tới giờ cũng được từng ngày ha cả nhà. Đây. Cá phi, giờ cá chép, cá chấm cỏ nha. Quá trời cá luôn rồi. Được không? Hai con. Rồi, hai con cá lóc luôn rồi. Quá đã. Cái gì vậy? Cá lóc nữa. Lóc. Cái gì? Cá lóc, cá lóc. Quá trời. Thôi. Cá lóc đấy, cá lóc nữa, chưa đi nào, cá lóc. Ủa, cá lóc nhóc cả đống rồi. Cá lóc nữa nhỏ. Ê, đâu 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 đâu. Cá lóc nữa. Rồi. Dính nữa. Còn cá lóc nữa. Dính con đó, cá lóc ngon trời. Ý, bấy nhảy luôn rồi. Bấy nó gì? Lóc hấp bà không nổi nè. Cá này lóc hấp bà không nổi cái gì đó. Cá lóc nó không nhậu. Cá lóc phải nhậu. Quá trời bự luôn.
con nữa. Wow, gì là hai con luôn hả? Thôi giờ được ca bắt từ sáng giờ thì được từ này hết cả nhà. Thì bây giờ mình xin kết thúc video tại đây nha. Đó, cá thì quá nhiều rồi. Giờ sợ cá chết, giờ đem cá lên gọng nước nha. Đó thì mỗi sáng xuống bắt thì có ba người anh em thì bắt xuống cá từ này ha. Rồi giờ mình xin kết thúc tại đây nha. Đâu có con cua nè. Rồi cua luôn. Rồi giờ video xin kết thúc tại đây nha. Chúc tất cả mọi người xem video vui vẻ nha. Rồi thành quả được từ này ha cả nhà. Thì với rồi cũng bắt hết cá chép rồi, còn cá lóc. Lóc quá trời rồi. Quá trời cá lóc rồi. Còn chưa hết nữa ha. Rồi thì mới sớm mình bắt được cá, bây giờ mình đem qua nướng ha. Thì ngoài này thì không có rơm, mình đốt bằng lá luôn ha mọi người. Đây, đó. Wow, mau khét dữ vậy. Rồi, cá đã chín ha. Đó. Rồi, quá trời rồi. Rồi cá lóc nướng chui nha, nướng bằng lá. Rồi rồi cá là chín hết mọi người. Đó, đó. Wow. Đó chín rồi đó ha. Đây chín hết mọi người ơi. Đó, cá giờ chín rồi, đang chuẩn bị làm ra ra nha. Cá chín quý vị, mình nướng làm theo cái kiểu mà thực tế đi, ăn giữa đồng khơi nó mới ngon. Đó, thấy chưa? Cá nướng chấm muối chua chanh. Nước ớt. Ớt đậm đặc luôn. Quá ê, quá ê. Được qua cái chấm cỏ thấy xíu. Kho tương. Kho tương ngày xưa đang ấy vậy. Quang bọc để nó bể thế thôi. Nó đang say. Như nhà thơ kho tương thế đó. Quá. Không đó dạ thằng nghĩ nó không xịt xịt vô tại táo. Ngày ngày xưa nó là mà cả nhà ăn này nha, lịt nướng, lịt nướng. Lịt nướng này ngon lắm. Lịt cà mau nướng. Còn cái này cá lóc nướng nè. Đâu, quá trời em à. Ngon không? Ngon. Thịt nó ngọt ha. Đúng rồi. Wow, lịt nướng, lịt nướng. Lịch. Quá yeah. Ngon. À, có bia nữa ha. Chơi luôn. Có bia ngon nữa. Mời nha, mời cả nhà nha. Wow. À, tạm biệt xong vui không? Cá nhiều vui quá. Tạm biệt xong vui không? Thôi bây giờ video mình cũng xin kết thúc tại đây nha mọi người. Mọi người luôn, thấy hay luôn. Cho mình luôn. Xin một đăng ký, một rồi. Share, một like nha. Đó. Bye bye nha.